Hello, xin bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và mình là Thắng đây. Thì hôm nay Thắng cùng với tất cả các bạn trong Roblox của Thắng ấy đi học. Nhưng mà học hết tiết 1, tiết thứ 2, tiết thứ 3, tiết thứ 4 rồi. Đến giờ về rồi, hết giờ về rồi. Nhưng mà cô giáo không hiểu cô giáo bị làm sao. Cô giáo cứ như bị điên ra. Cô giáo khóa hết tất cả các cửa vào. Thế là không cho bọn đang về luôn. Khóa từ cửa sổ, cửa chính này. Đến cả thầy giáo hiệu trưởng nha. Thầy giáo hiệu trưởng nhìn lớp của Thắng ấy mãi chưa được về. Thế là thầy giáo hiệu trưởng lên. Nhưng mà cô giáo vẫn không mở cửa ra để cho bọn Thắng về. Nói chung là cô giáo bị điên rồi. Cho nên là bây giờ Thắng với tất cả các bạn trong Roblox của Thắng ấy phải trốn thoát ra khỏi cái trường học này. Ok các bạn ơi, thì đây là cái thầy hiệu trưởng của trường Thắng nè. Đó, các bạn thấy chưa? Thầy giáo vẫy tay. Và thầy giáo bảo là cái cô giáo lại bị điên rồi sao ấy. Nó cứ khóa hết tất cả các cửa vào không cho bọn Thắng về. Thì bây giờ bọn Thắng phải trốn thoát này. Thầy hiệu trưởng bảo trốn thoát đi để thầy xử lý cô giáo cho. Thì ok, bây giờ mình sẽ trốn thoát ngay. Mà các bạn của Thắng đâu hết rồi? À, các bạn của Thắng đi hết sạch rồi. Bây giờ còn mỗi một mình Thắng đây nè. Đó, bây giờ Thắng sẽ nhảy qua mấy cái bút chì này nha. Ui, mà bây giờ Thắng mới để ý nha. Nhìn, ui, có một bạn này. Từ từ, Thắng nói đốt đã. Bây giờ Thắng mới để ý nha. Ui, có thêm hai bạn nữa này. Bây giờ Thắng mới để ý nhá, là cái thầy giáo hiệu trưởng. Ui, có thêm một bạn nữa là ba bạn luôn nè. Mình không thể làm mà nói hết câu luôn. Thì cái thầy giáo hiệu trưởng Thắng nhìn giống hệt cái ông mà đôn 500 luôn, cái ông tổng thống gì đó. Ui giời ơi, cái bạn kia chưa chi đã dính vào cái bút chì. Ui, nè, tiếp tục đến cái bạn này, dính vào cái bút chì toang luôn. Đây nè, nhìn Thắng nhảy một sen này. Nào, đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Thắng nhảy như thế này chứ mấy cái bạn nữ kia nhảy kém thiệt sự luôn, không thể mà làm mà qua được. Rồi ok, wow. Ấy, thầy giáo của Thắng dùng cái thuật phân thân nè, mà đang ở từ bên này mà quánh sắc phát sang bên này luôn nè. Rồi thầy giáo bảo trốn ra cái đường nào đây, thầy giáo bảo trốn ra cái đường nào đây. Bạn ơi, bạn biết đường nào không, bạn chỉ cho mình với, chứ mình không biết cái đường nào luôn. Hình như là trốn vào tủ sao này. Ok, wow. Ô, xong mò đi vào cái đường đấy nè. Ô, Thắng đã đi sang cái lớp học khác rồi này các bạn nè, nhưng mà vẫn chưa thấy cái bạn nữ kia đâu. Ô, các bạn nữ kia nhân đổ một phát cành ra luôn này. Nhìn buồn cười ơi là buồn cười luôn. Rồi tiếp tục đi ra ngoài là bạn nữ ơi, đi ra ngoài này mà. Ui, hình như là thầy giáo biến mọi tháng sang một cái thế giới khác sao này. Rõ ràng là cái chỗ này y hệt là cái lớp học lúc đấy, nhưng mà chỉ khác là ở chỗ này nó có biển này. Ui giời ơi, bạn kia đã nhảy tắm biển rồi kìa. Nhảy sang đây, nhảy sang cái ghim này. Rồi nhảy sang cái bút chì này. Đó, như thế này thôi sẽ ợt ra mà bạn này. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này, bạn này chuẩn bị nhịn. Ôi giời ơi, ghê quá, rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi, rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi, tổng phát xuống lướt này. Ôi giời ơi, à, phát này thì qua đây. Giỏi đấy. Rồi, ok, khen, mình sẽ khen bạn đấy để cho bạn ấy giỏi hơn nha. Rồi, bây giờ ta sẽ nhảy qua. Wow, cái cuộn này là cuộn dán giấy màu nha. Đi qua cái bút chì này. Một chồng sách cực kỳ là cao luôn. Không biết bạn kia có qua được không, chứ mình qua đơn giản như là đan dổ luôn. Rồi, cái chổi sơn này. Yeah, yes. Bạn này qua được chưa? Ôi giời ơi. Nào, đó, tớ không qua được lại cùi quá. Đó, ok, thằng này tiếp tục chạm vào đây là lưu màn nha. Rồi, wow, khiếp, một chồng sách cực kỳ là nhiều luôn. Bây giờ tao phải nhảy lên mấy cái quyển sách này sao nhỉ? Từ từ, để bạn này đi trước đã. À, đi qua nha. Ok, đi qua nha, không được chạm vào mấy cái quyển sách thần kỳ này nhá. Trường học này có cô giáo bị điên nên là cái quyển sách với cả mấy cái tờ bài kiểm tra nó cũng bị điên lốt. Wow, ở đâu đây các bạn ơi? Trời ơi, sao trong trường học này lại có sông suối thế này nhỉ? Hay là đây là cái môn học của cái cô giáo mà tự nhiên và xã hội sao này? Rồi, kệ cô giáo đi. Rồi, bạn này chơi hay lắm. Thắng sẽ chờ bạn này cứ đi cùng Thắng nha. Mà không biết lút kết bạn ở đâu ta? Oh, đây có thêm một bạn nữ nè. Các bạn ơi, kết bạn với mình đi, chứ mình chả biết kết bạn thế nào. Rồi, bạn này, cái bạn nữ này có con khỉ bấu vai này. Nhưng mà Thắng lại không có con khỉ bấu vai, nó mới chán chứ. Rồi, ok, sang bên này. Rồi, đi sang bên này. Ok. Ok, yeah, qua đây nha. Cả hai bạn đi. Ê, wow, cái bạn nữ này hết sạch máu mà vẫn đi được này các bạn này. Nhưng bị lang sao này. Ôi giời ơi, biết ngay mà bị lang mà. Bạn nữ này không thể qua được cái màn này rồi. Có hai bạn nữ luôn. Hay là bây giờ Thắng trò hai cái bạn nữ ta. Rồi, ta sẽ đứng đây cổ vũ cho hai bạn đấy nha. Cố lên bạn ơi, cố lên. Úi giời ơi, cổ vũ càng to thì càng nhanh chết chứ. Nào bạn ơi, đi sang đây. Rồi, 1, 2, rồi, đừng có nhảy, đi Thắng mà. Bạn ấy cứ sợ cứ nhảy này các bạn này. Rồi lại chặn, thôi xong. Đến cái đoạn này rồi mà lại còn bị thiệt mạng chứ. Bạn ơi, nhanh nào. Em ơi. Thôi xong, bạn kia lại bị thiệt mạng lên cửa. Thật là chán quá mà. Đợi hai bạn này chơi cùng một, nhưng mà hai bạn này mãi chưa qua luôn các bạn này. Rồi. Bạn ơi, mình sẽ ngồi đây nha. Mình sẽ ra đây đứng nào. Nào, đứng nào, đứng đợi nào. Thôi,
đứng ở đây nào. Ui, cứ lom dom thế này thì làm sao bao giờ mà qua được. Rồi xong lại toang đồ thôi không. Cái bạn kia đó bị ngay. Cái bạn kia lại thấy thân thể rời ra thành 100 miếng luôn. Ok bạn ơi, rồi có thêm một bạn nha, ba bạn rồi. Mình đứng ở đây đợi hơi bị lâu rồi đấy các bạn ạ. Thằng đứng ở đây đợi lâu 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 lắm rồi đấy. Ui rồi, các bạn này chơi VIP ghê này. Đó, được đấy, bạn này VIP đấy. Ok, rồi ta sẽ chơi cùng với các bạn VIP này nha. Rồi, wow, ghê, ghê, ghê lắm, hay lắm. Kinh trời, bạn ấy nhảy cực kỳ là nhanh luôn. Ui, mấy cái sân tập này hình như bị nước nó tràn ngập sao này. Ồ, bạn kia nhảy đến tận kia rồi. Chờ mình nữa bạn ơi, chờ mình nữa bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ui, mình phải nhanh chân luôn. Nếu không là bạn kia sẽ về đích trước thắng mất. Rồi, chạm vào lưu màn. Wow, bạn kia trèo lên tận đây kìa. Trèo lên đây nha. Rồi, wow, đi qua đây mỏ. Ui. Ui. À, đi qua xuyên được mấy cái cột này này các bạn nè. Đó, thằng đi xuyên qua được mấy cái cột này nè. Rồi, thằng đi xuống nhá. Ok, chạm vào đây lưu màn nào. Sao nào, ui dồi ui. Ui dồi ôi, bạn kia đã bị thiệt mạng rồi các bạn nè. Hay lắm, hay lắm. Đó, đến cái đoạn này đường nó bé xíu ra lên này. Các bạn đi phải cẩn thận vào. Đó. Vậy là đã xong rồi nha. Xem nào. Kia có à, kia là thầy giáo nha. Một bạn này, một bạn này, hai bạn, ba bạn này. Wow, có ba bạn. Ơ, rõ ràng lúc đấy là có hai bạn nữ mà bây giờ còn mỗi một bạn nữ bọ. Thôi kệ đi, chắc là mấy bạn đấy bỏ cuộc rồi. Bỏ cuộc thì bạn ấy sẽ phải học cực kỳ là nhiều. Wow. Wow, chỗ này nhảy cực kỳ là phê luôn các bạn này. Đó. Đó. Ồ, cực kỳ là phê luôn. Xem nào có bạn. Ui xa ôi, cái bạn nữ kia lại bị thiệt mạng ở cái đầu kia rồi các bạn này. Ơ. Thôi sao mình tự nhiên mình bị tọt xuống đây này. Wow, mình phóng to quá. Nào lên đây. Ui lên đây. Đó. Ui các bạn nhìn kìa, cái bạn nữ kia đi cực kỳ là lom dom luôn. Đó, chạy một mạch này qua luôn. Cái chỗ đây dễ mà, cứ đi lom dom như thế thì bao giờ mới qua. Sẽ còn ai nữa không ta? À đây, đây có bạn này đang lên rồi. Ồ, bạn này lại không biết nhảy như thắng này. Nhảy một phát là qua luôn mà bạn này còn nhảy xuống rồi trèo lên. Nhảy xuống trèo lên mất cực kỳ là nhiều thời gian thôi. Đấy, phải như này nè. Đó. Ui lại phải trèo lên chỗ này này các bạn này. Đó, lên đây. Lên đây. Ui sợ ôi, như kiểu là thằng đang học võ ấy luôn ấy. Rồi, xuống này. Ui sợ ôi, suýt nữa thì xịt nha. Ok, wow, suýt nữa thì xịt luôn. Đây là đường exit này các bạn nè. À, đến chỗ này khó khăn nè. Đến cái chỗ này phải chọn một trong ba cái thiết kẻ này để đi nè. Đây này, chỉ có một cái thiết kẻ duy nhất có thể đi qua được thôi. Hai cái thiết kẻ không thể đi qua được. Rồi, bây giờ sẽ đợi mấy cái thằng bạn. Ui sợ ôi, make à, đây, 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 đây. Thằng sẽ đợi thằng này chọn đường này đi nha. Rồi, ok. Em ơi đi đi em ơi, đi 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 nào. Đi đi. Ui, bạn này quần áo rất là VIP luôn nhá. Đó, đi đường này. Ok. Ui, đội loạn. Ok, đi đường giữa. Rồi, bạn này chọn bừa cực kỳ chuẩn xác đấy. Chạm liêu mà. Ui sợ ơi. Chọn bừa là đến chỗ này chạm phát là toang luôn. Na 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 na. Chán thiệt sự bạn luôn á. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Rồi. Ui sợ ui, thầy giáo đã ở đây rồi các bạn này. Sợ quá thầy. Ui. Đi vào nhà vệ sinh bạn ơi, đi vào nhà vệ sinh bạn ơi, đi vào nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh đây nè. Vào nhà vệ sinh. Ờ không phải vào nhà vệ sinh đâu, hình như tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa trong cái hộp này sao này? À, phải không? Không phải các bạn ơi. À đây. Phòng bên này. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Vào nhà. Wow. Đây là nhà vệ sinh Kitty này, nó màu hồng nè. Ờ bạn kia nhìn xuống bồn cầu sao các bạn ơi? Nào, ok. Chờ mình nữa, chờ mình nữa. Mình sẽ chơi cùng bạn đấy nha. Bạn này chơi rất là hay luôn. Đó bạn này đi nhảy qua đây, nhảy qua đây, nhảy qua đây. Nhảy qua đây, đó, nhảy qua đây, đó, đó, em ơi, nhảy sang đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay lắm, nhảy vào đây. Ơ, có một bạn nữa nè, rồi, đông thế nhở, đi từng người một, ui dồi ôi, đến cái chỗ này nó trơn các bạn nè, có xà phòng bong bóng này là nó trơn này, trượt chân một phát nó xuống chứ không phải là tự nhiên nó cố tình đi xuống đâu. Rồi, rồi, à. À, phải cách xa cái kia đã. Ok, phải nhảy qua cái này này các bạn này. Nhảy qua cái này nè, nhảy qua cái này nè. Các bạn đừng có đứng đi vào nhá. Đừng có đi vào nhá. Rồi, ok. Yes. Ok, sao bên này các anh em ơi. Sao bên này anh em ơi. Ui giời ơi, không biết nhảy qua mấy cái kia. Chán thiệt sự luôn. Thôi mình lại phải chờ các bạn này. Nhảy qua cái kia. Nhảy qua cái kia nó đi. Đấy, đi qua, đi qua. Đó, rồi, khôn nha, khôn nha, khôn nha. Ok. Ok, khôn nha. Rồi, đi sang bên này. Khôn nha, mình... mấy cái bong bóng này các bạn này. Nó thổi qua này. Một, hai, bạn lấy không, chạy qua, chạy qua. Chạy qua, yeah. Đã qua rồi, ui, bạn mấy kia khôn phết đấy. Ơ, mà cái thằng bạn VIP kia nó đâu rồi ta các bạn nhỉ? Cái thằng bạn VIP kia đâu rồi ta?
cái thằng bạn vip vip kia đâu rồi ta, cái thằng bạn vip vip kia đâu rồi ta. Thôi không chờ thì mình cũng không chờ nha, mình lên đây mình chơi cùng với bạn gái này luôn. Rồi bạn ơi, bạn ơi, ôi thắng cùng với tất cả các bạn thằng đã trốn thoát được khỏi cái bồn cầu đấy rồi. Nhảy qua nào, nhảy qua tiếp nào. Rồi ô ô, bạn nữ đó, ôi bạn nữ đây rồi, bạn nữ chờ mình nha. Ô ô, bây giờ à, bây giờ lại vào phải vào nhà vệ sinh nam à? À không phải đâu các bạn ơi. Ô hình như à, bây giờ nhảy ngược lại các bạn nè. Rồi đúng rồi, nhảy ngược lại, nhảy ngược lại nè, đúng rồi, nhảy ngược lại nè. Ok, chạm vào đây lưu mà nè. Rồi sang một cái thế giới khác này các bạn ơi. Đúng rồi bạn nữ ơi, đi sang bên này bạn nữ ơi. Ui, cái bạn nữ ghê chán thật sự luôn, đã bị tội mạng từ bao giờ rồi. Rồi không biết bạn ấy đâu rồi ta, chắc bạn ấy tưởng như kiểu như bị lạc đường, bởi vì cái chỗ này giống cái chỗ y hệt vừa nãy mà. Nhưng mà lúc nãy cái cửa bên này nó có mở đâu. Không phải, cái chỗ này là chỗ khác, đúng rồi các bạn ơi, chỗ khác nè. Rồi cả đi, giờ chả còn ai, nên là mình sẽ nhảy một mình. Nhìn nhảy một mình luôn, nhảy một mình luôn, nhảy một mình luôn. Rồi ok, hello thầy giáo nha, thầy mở cửa cho em đi. Ôi thầy, đó đây, đi qua đường này các bạn ơi, đi qua đường này nè, đó đi qua đường này nè. Rồi đầu kia có laser nha, dưới này có lực thải bắn ơi là bắn nha. Rồi chạy qua đây các bạn. Rồi xem bên này. Rồi rồi, ui sợ ơi, chạy đường to. Wow, laser lại laser ăn. Wow, suýt nữa thì toang luôn, suýt nữa toang. Wow wow, còn một chút xíu nữa thôi là thắng sẽ bị chạm vào laser và toi mạng luôn, không còn ai chơi cùng thắng nữa rồi các bạn nè. Vẫn chưa kết thúc luôn, vẫn phải nhảy qua đây này các bạn nè. Vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa... trời ơi, yeah. Ui, bên này lức tràn cả ra ngoài này các bạn nè. Rồi, đây, đi sang bên này các bạn nè. Ôi, cảm ơn thầy giáo nhá. Chỗ này quen quen thì các bạn hình như mình đúng rồi, mình chưa nhảy qua bao giờ. Kiếp trời, bao nhiêu là ghim luôn này. Rồi, chạm đây, tránh xa cái ghim này ra nhá. Đó, đi lên cái thước này nè. Ui, mấy cái dây dán màu này các bạn nè. Đó, màu lâu này. Thôi xong, thế là toang. Thắng nhảy hơi bị sớm, thắng nhảy chậm một chút xíu thôi là thắng sẽ qua được. Ok, lâu, thắng không cần sự trợ giúp nữa nha. Đó, nào, cái cột này cao quá các bạn ạ. Rồi, ok, qua ngay. Chạm vào đây lưu màn. Rồi, qua mấy cái ghim này nhá. Mấy cái ghim này thì làm sao mà có thể cản chân được thắng. Thằng sẽ bình tĩnh, thằng sẽ bình tĩnh, thằng sẽ không vội vàng các bạn. Thằng sẽ không vội vàng, thằng sẽ vượt qua cái chỗ này ngay. Ok, màu vàng. Màu vàng nè. Nào, màu xanh nè. Ok, nhảy qua đây, nhảy qua đây. Ôi, màu xanh ngọc nè. Ui xa ui, suýt nữa thì toang ngay. Rồi, các bạn ơi, chạm này lưu màn. Yes, còn ai không? Ui, không có ai đi đến cái màn này cùng thằng này, nên thằng phải đi một mình thôi. Rồi. Wow, đây là cánh cửa exit sau này các bạn này. Mong đây sẽ là cái cánh cửa exit. Ok các bạn ơi, yo. Bây giờ có cái quyển sách đã lại thôi là ta sẽ lên ô tô và trở về nhà các bạn ơi. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Ok. Trở về nhà, trở về nhà, trở về nhà chưa ta? Vẫn chưa. Ôi ôi, vẫn còn thử thách này các bạn ơi. Nhưng không sao, chỗ này thằng sẽ vượt qua một cách dễ dàng luôn. Một cách dễ dàng. Ok, chạm vào đây. Yes. Các bạn ơi, đây là cái chỗ mà dành cho người xếp thứ nhất nè. Rồi, thằng là người dành xếp thứ nhất luôn. Ok. Ok nha. Vậy là thằng A trốn thoát khỏi cái trường học có cô giáo bị điên đó rồi. Không biết bây giờ cái thầy hiệu trưởng sẽ xử lý cái cô giáo đấy như thế nào ta. Thôi, không biết đâu, thằng không quan tâm đâu. Bây giờ thằng sẽ tạm biệt tất cả các bạn nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye 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 bye.